Đến với thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nhắc đến cái tên Lê Anh Tuấn, người ta thường hay gọi vui là anh hùng bóng đêm. Vậy người anh hùng này có gì đặc biệt? Đó là một tiểu thương bán rau ngoài chợ, là một ông bố bỉm sữa ở nhà. Nhưng cứ hễ có cuộc gọi đến là anh ấy lại lên đường. Được rồi, em tới liền đây ạ. Bởi ở đầu dây bên kia là một người gặp nạn. Xuất thân là một tiểu thương hàng ngày bán rau cùng mẹ ngoài chợ. Nhưng trong một lần bị ngã xe trên đường mà không có ai giúp đỡ, anh Tuấn hiểu được cảm giác của những người cùng cảnh ngộ. Từ năm 2018, chiếc xe chở hàng của gia đình trở thành phương tiện cứu người của anh. Cái xe đó hàng ngày là bắt đầu từ 3 giờ sáng là em chở mẹ xuống chợ đầu mối, lấy rau củ quả về chợ Bình Dương mình bán. Đến 5 giờ sáng thì xe về tới chợ. Cả ngày ở chợ thì mình về buổi chiều tối thì mình đi uống cà phê với bạn bè. Đi trên đường thì mình cảm thấy là thì có tai nạn thì luật pháp cho mình phép là chở người bị nạn vào bệnh viện. Thì mình chỉ biết là cứu người thôi. Cái cơ hội nó đang ăn cơm, bới ăn cơm nên nó chưa kịp ăn luôn. Mình tưởng tượng là bữa cơm nó ăn ngon lắm á. Mà nó người ta điện kêu cái ăn miếng này đi con, nó cũng giọt, nó mới cấp cứu mà mày kêu chút đi thì người ta chết. Cái nó lo nó giọt nó đi à, đi liền vậy. Năm 2022, sau 4 năm làm việc thiện, anh Tuấn cùng gia đình đã quyết định mua một chiếc xe mới, rộng hơn và tốt hơn để những chuyến hành trình đêm được thuận lợi và an toàn. Sau này thấy nó làm vậy giúp được người ta, cô mới động viên cho chú là thôi kệ mua xe khác cho nó đi. Nhiều khi xe cấp cứu hết tiền mẹ cái cũng cho tiền đổ xăng chứ. Nếu mà nói về giúp hai lần này, có anh Nhã thì một lần đầu tiên là ảnh gặp tai nạn trên đường, lần thứ hai là vợ ảnh báo là ảnh bị té tại nhà, một thời gian sau thì ảnh khỏe lại thì mình mới biết là anh Nhã đó là được mình giúp hai lần. Ngày đó là cuối năm mình đi dự tiệc ở cuối năm của công ty. Khi mình về á, khoảng tầm 11, 12 tới 12 giờ, mình cứ đi trên đường, không có cảm giác được có vấn đề là mình đang chạy với tốc độ bao nhiêu. Mình lủi hẳn vào tường, đó là bất tỉnh. Chỗ Tuấn hỗ trợ mình, đưa mình lên, mình điều tỉnh. Thì nếu mà không liên hệ được Tuấn á, mình cũng nguy kịch, mất kiểm soát rồi. Sau tất cả những đóng góp của mình, Lê Anh Tuấn vinh dự là một trong 20 thanh niên trên khắp cả nước được trao giải thưởng Thanh niên Sống Đẹp năm 2023. Tấm bằng khen bổ sung vào bức tường thành tích dày dặn của chàng trai này để trở thành động lực vững vàng cho những hành trình thiện nguyện sắp tới. Giải thưởng Thanh niên Sống Đẹp 2023 cũng chính là động lực với mình giúp đỡ được nhiều người, cũng chính là lan tỏa tinh thần Thanh niên Sống Đẹp.